Rồi alo, em số Thuận Mỹ chào anh em nha. Hôm nay em giờ được con áo phiêu mà số 5 đời 1967. Con này size small short, vai của nó khoảng tầm 45 nha anh em. Vai trong 45 ra ngoài. Vai trong thì của nó 45, vai ngoài thì 48 nha. Lưng của nó khoảng 70 72 nha anh em. Đó, chiều dài lưng của nó 70 72 ha. Đó, size small short nha anh em. Đó, size nhỏ luôn dành cho anh em từ 52 52 kg đến 70 kg, 75 kg vẫn được nha anh em. Size nhỏ ha. Đó, size small short nha. Số đo dòng vai đồ em có báo hết cho anh em rồi nha. Giá con này em bán 13 triệu thôi nha anh em. Đó, bao lỗi luôn cho nha em, mới 97% luôn nha anh em. Con này mới 97 98% ha. Hàng bao đẹp luôn nha anh em, chuẩn hàng xưa luôn nha. Đó, bao cho anh em test đầy đủ ha. Đó, con này bao đẹp nha. Anh em cứ cần cái liên hệ cho em, số điện thoại em là 0933 23 5211 vùng đồng ý ha. Đó, có kết bạn Zalo em gửi ảnh chi tiết cho anh em qua xem ha. Con này thì bao tuyệt đối ha anh em cứ cần cái liên hệ cho em. Con này thì anh em khỏi chơi gì ha, có tem mác đồ sẵn ha luôn. Quá đơn giản, màu từ màu cũng rất đẹp luôn nha. Màu tuyệt đẹp luôn nha anh em. Con này thì anh em khỏi chơi ha. Màu rất là đẹp luôn nha. Đó, màu xanh ô liu nha, xanh ô liu cổ úa ha, màu tuyệt đẹp luôn ha. Đó. Và bên đây em còn một con pilot nha anh em, pilot alpha ha, cũng phá nhôm luôn, hai con đều phá nhôm nha anh em. Con này phá nhôm, cổ phá nhôm luôn ha, cổ phá nhôm, dây kéo phá nhôm luôn nha. Đó anh em, đồ dây kéo còn quá là đẹp luôn, hãng Scoville nha anh em. Đó anh em ha, hãng Scoville ha. Đó, còn rất là đẹp nha, mới tinh nha anh em. Đó anh em khỏi lo ha. Đó, con này bao đẹp nha, tem là tem trong tem lớn ha. Đó, anh em có kết bạn Zalo em gửi chi tiết qua cho anh em xem ha. Con này khỏi chơi nha, mà quá đẹp luôn. Đó, đồ em cũng còn nhiều ha, đồ xanh túi chéo đồ ha. Cùng ngoài số 5 em cũng có một con à. Đó, con khóa đồng ha. Đó, anh em cần khóa nhôm em có đầy đủ nha. Quần ngoài số 5 khóa nhôm khóa đồng em có đầy đủ nha anh em. Đó, rồi, chào anh em ha. Anh em mới cần cái liên hệ cho em.